Alo, kết phiên ngày 9 tháng 1, 1053.6, thần thái sọt. Sau ngày 10, hồi đầu phiên anh em, đi ngang hồi sau đó lại giảm đúng xu hướng mình đoạn. Chỉnh tiếp, hồi lên, chỉnh, rồi giảm có tín hiệu kiểm tra cản 1054.3 anh em. Sau khi có tín hiệu mình liên tục kiểm tra, có xu hướng tăng, rồi đã phá cản. Đã phá cản rồi anh em. Ok, nhưng mà phá cản này là vị trí nào bị lỗi. Vậy là vẫn là tiếp tục sọt anh em. Và canh vùng sọt. Đây, sọt tiếp. Nếu mà anh em nào chưa sọt thì sọt lúc 2:15, 1059.1 cái phiên 10566. Như vậy là vẫn nắm giữ sọt. Và hôm nay là ngày 10 mình đã bị mất 3 điểm. Ủa, 5 phút chứ. Âm 3 điểm. Ok, vậy là chúng ta vẫn nắm giữ lệnh sọt ngày 10 tháng 1. Âm 3 điểm. Ok anh em.